Hello, hello, xin thân mến chào tất cả anh em nhá. Rất vui khi gặp lại anh em ở video tiếp theo này. Hôm nay thì lại là một cái video mình chuyển về con máy xúc Komat 50-2E của mình rồi. Thì hôm trước thì mình làm cái con máy màu xanh nhá, anh em nhìn cái màu nó khác này. Thì cái máy màu xanh kia thì là cái máy mới mua đó. Thì bây giờ hiện tại thì có một bạn ấy đi lấy ngày, thưa anh Sơn, anh thuê lấy ngày làm. Thì còn mình thì mình lại về biên chế của con máy của mình. Bởi vì là những cái dòng máy như thế này thì mình lái cái con nào thì mình sẽ đi chuyên về một máy nữa anh em nhé, thì tranh thủ những cái lúc mà nó không có người hoặc là làm những cái công việc nó không liên quan gì đến ví dụ cái máy này nó đang hỏng nọ nó đi bảo dưỡng ấy anh em, thì là mình đi sang cái máy kia làm thôi, bởi vì là công việc của mình nó không nhiều, anh Sơn việc thì cũng không nhiều lắm, cho nên là sẽ chia ra, tức là chia ra để một máy đi sửa thì một máy đi làm thôi, công việc nó cũng không nhiều thì cũng không có ba lái, chỉ có hai lái thôi. Máy của em Hạnh khác, em Hạnh cũng đi làm việc riêng. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu qua cho anh em một chút về cái công trình này, cũng như là lát nữa mình sẽ xúc đất lên xe ô tô anh em nhé. Đó, thì bây giờ hiện tại thì cái đất chỗ này là cái đất sạt. Đó, bây giờ mình có cái tí điện thoại anh em ạ. Đây, mình có tí điện thoại đây nhá. Anh em chờ mình một lát, anh Sơn. Anh Sơn đang ý điện mình đây này. Alo. Chả đêm sao về nhiều lắm, sao về trễ. Ngồi về đây tí nữa cơ mà. Nó nhắm lên nhau à? Mẹ. Ấy cái gì? Đây rồi. Anh Sơn anh điện mình là xúc đầy xe lên. Đấy, thì buổi sáng nay thì chở một hai chuyến để cho cái chở một hai chuyến cho cái xe nó đi để đi lấy lốt đã, xong rồi bắt đầu từ chuyến này mình mới cho đầy anh em nhé. Đấy, bây giờ xe nó đang về rồi. Thì cái chỗ trên kia thì lúc trước là nó có một cái búi tre đây này. Hôm trước mình cào mình vứt ra đây. Đây, dồn hết nó xuống đây vứt ra đây. Đó, thì là cái đất này nó sạt xuống. Đấy, bây giờ nó sạt nó sắp trôi vào nhà này anh em này. Chính vì vậy là mình sẽ phải là chú chủ nhà mới là muốn là múc hết nó đi, múc bỏ hết đi để san thành cái mặt bằng chỗ này, sau này người ta sẽ để dòng cây anh em nhé. Đấy, thì bây giờ không biết, không biết à, chắc xe của dân ở đây thôi, chắc xe dân cười đi vào đi. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi lên để mình sẽ đi lên để xúc lên xe anh em nhá. Hôm nay thì mình sẽ quay ở cái máy Ita 360 anh em nhá. Alo, vâng. Bảo nó chuyến đầu, bảo chuyến đầu chạy thế. Ok, đây, bây giờ xe nó lùi vào. Xe lùi vào, bây giờ nó về liên tục anh em nhá. Lùi vào thì mình sẽ phải bỏ bàn nữa. Lùi hết cỡ đi. Lùi để hở đấy. Nữa đây. Này đang để bỏ bạt nhá. Bỏ bạt xong là mình sẽ xúc lên thôi. Bởi vì là những cái công trình này thì nó đi ra đường ấy quá. Đây đây, sao đây? Ok. Đây à. Anh em nhìn thấy cái cần của mình vươn lên cao như thế này rồi ấy mà còn chưa với được đến cái đỉnh, cái mặt bằng chỗ hôm nọ mình lên mình làm cái búi tre. Chính vì vậy là mình sẽ gọi là lát nữa mình sẽ nâng bệ lên một chút, nâng bệ lên để bắt đầu mình san cho nó bằng. Đó. Đấy. Đất này nó có những cái cục này. Nó có cái cục này thì nó sẽ gọi là ra đầu kia thì nó phải có máy san ngay anh em ạ. Nếu mà để người san thì những cái cục này thì sẽ không san được đâu. Nhưng ở phía ngoài kia nó có máy anh em nhá. Máy kia của bạn hợp rồ, mình cứ gọi là bạn hợp rồ đấy. Lái con 50-2E màu xanh. Màu xanh kia thì mình gọi là xanh lá cây. Hay xanh nước biển. Màu của nó rất là nổi anh em ạ. Màu của máy kia rất là nổi luôn. Đó. Cái này thì những cái cục này mình sẽ xúc trước anh em nhé. Trước những cái cục cục này đi. Ok.
cái máy của mình thì hôm trước thì có đi bảo dưỡng lại và sửa chữa qua cái phần bạc cần bạc của cái cần kỹ thuật kia, cũng như là một vài cái chỗ nó chảy dầu thì cái đó thì sửa trên xưởng, cho nên là mình không có quay được cái phần thay và sửa chữa đó, cho nên là sẽ không có video để đi quay bảo dưỡng. Nhưng mà về làm thì mình thấy là cái cần của nó chắc chắn hơn đấy anh em ạ. Người ta đã thay bạc, người ta đã căn vào rồi, bây giờ nó chắc chắn rồi. Cái này đi làm mà gặp mình nữa, bảo dưỡng đúng cách, đúng kiểu của nó nữa thì nó sẽ được rất là... Cái độ bền của nó sẽ được rất là lâu anh em nhá. Bởi vì là những cái máy móc này nó hao mòn thì mình sẽ... Phải đâu. Hả? Con đâu. Biết đâu được ý. Nó chưa vào thì không phải đâu. Hả? Chưa vào thì không phải đâu. Thế con ngay ngoài đầu đường á? Đi ra xem nào. Bây giờ chạy thì cũng không chạy được đâu. Hả? Bảo bây giờ chạy thì cũng không chạy được đâu. Bây giờ chuyển sang cái phía bên tay trái này của mình. Tay trái tính từ ngoài vào anh em nhá. Đấy, xúc lên cái xe này. Lát nữa mình cứ xúc như thế này thì nó sẽ đi vào theo mình thôi. Đấy, nó cứ đi theo cái vệ đất của mình thì mình xúc nó sẽ đất nó sẽ lên rất là đầy. Đầy rất là nhanh luôn. Cái bụi tre cái thì lát mình sẽ gạt nó đi. Cho nó vào đây. Nó cũng nhiều như này, nó rất là nhanh đẩy anh em nhá. Xúc để tại chỗ anh em cứ sắp xếp bể làm sao cho nó vào gần nhất có thể đâu. Đấy. Đừng có để nó ở xa quá. Anh em để xe ở xa quá mình quăng nó sẽ rất mất rất là nhiều thời gian luôn, rất là lâu. Đấy. Cái video của mình xin kết thúc ở đây thôi. Hẹn gặp lại anh em ở video sau nhá. Chúc mọi người có một ngày làm việc hiệu quả nhá.